Với chưa tới 230 triệu, các bạn đã sở hữu được một chiếc xe tải van 5 chỗ phiên bản 2020 hoàn toàn mới của nhà máy Chiến Thắng. Chiếc xe tải van này được mệnh danh là một trong những chiếc xe sát thủ của bất kỳ một chiếc xe tải van nào đang có trên thị trường. Chưa tới 230 triệu, chúng ta có 5 chỗ, có một chiếc xe có thể vận tải được trong phố với cái trọng tải là 650 kg. Đó. Trong video này mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về cái sự khác biệt của phiên bản đời 2020 so với cái phiên bản đời 2019. Nó khác biệt những cái gì? Mời các bạn hãy đón xem với video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kenbo Mỹ Đình. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về cái sự khác biệt của cái chiếc xe Kenbo đời 2020. Nó khác biệt gì so với đời 2019? Thì trước mắt các bạn là một chiếc xe màu đen phiên bản 5 chỗ của Kenbo Chiến Thắng. Nhà máy được đặt tại Hải Phòng. Điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy đó chính là cái chiếc tem này. Tem này đã được thay đổi. Tem trước đây ở phần trên này nó không có cái tem này. Đấy, và phần đời 2020 này nó đã có cái tem này với cái chứng nhận ISO 9001:2015 và cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Thì nhà máy có nói với mình là cái động cơ của cái sản phẩm này đã có cái turbo nâng cấp hơn so với phiên bản 2019, mạnh mẽ hơn, mặc dù công suất vẫn như vậy, 65 kW ở 6.000 vòng quay, tiêu hao nhiên liệu chỉ từ khoảng 6,5 lít trong 100 km. Thì mình cũng hy vọng là với những ai đã mua cái xe này của mình trong đời 2020 thì các bạn có thể cảm nhận lại và các bạn có thể đánh giá được nó so với đời 2019 xong. Đấy. Khi chúng ta mở ra cái hệ thống nội thất, chúng ta thấy được cái điều khác biệt thứ hai đó chính là ghế da chính hãng màu be rất xịn sò. Chúng ta tiết kiệm được khoảng 5 triệu so với phiên bản mà 2019 chúng ta chưa có ghế da. Đấy. Mời các bạn vào trong cabin này, chúng ta nhìn qua này. Với cabin thì sao? Chúng ta có một cái hệ thống camera lùi, camera hành trình, màn hình Android tiếng Việt 4G 7 inch. Rất là đẹp và xịn sò. Đây các bạn nhìn này, rất là luột mà. Đây là một trong những cái khác biệt của phiên bản đời 2020 so với đời 2019. Kính điện, khóa điện, trợ lực lái điện, điều hòa 2 chiều, mát, chết rét đời trong cái điều kiện nhiệt độ 40 độ C ở Việt Nam. Thì đó là một trong những cái đặc biệt của cái sản phẩm này. Mời các bạn ra đằng sau nhé, chúng ta sẽ xem khoang hàng. Ở đằng sau thì nó sẽ không khác biệt gì so với cái phiên bản đời 2019. Nó có được cái điều khác biệt duy nhất đó chính là cái mũi tên này. Trước đây các bạn sẽ không biết mở cái sản phẩm này ở đâu. Thì bây giờ nhà máy đã dán cái mũi tên này cho các bạn biết được mở bằng cách nào. Đấy, đó là cái điều khác biệt thứ ba. Chúng ta có một cái khoang hàng với cái trọng tải là 650 kg và cái sàn được bằng hai lớp bằng cái lớp một cái lớp kim loại ở dưới và trên này được lớp cao su này. Đằng sau vẫn là cái tấm chắn điều hòa rất là xịn sò mà chỉ Kenbo mới có. Ok, nếu các bạn quan tâm đến nó hoặc là các bạn muốn tư vấn về các cái dòng xe như này, hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.